Kính thưa các đồng chí, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu về lối sống giản dị và thực hành tiết kiệm. Tiết kiệm theo Bác là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, nhưng cũng không phải là vấn gì. Tiết kiệm không phải ép nhìn ăn, nhìn mặc mà chi tiêu ở những việc cần thiết, thể hiện nếp sống văn minh. Thấm nhuần với lời dạy của Bác, chi bộ trường mầm non Ninh Thành xin gửi tới toàn thể quý vị tiểu phẩm Chuyện nhà âm điện với sự tham gia của các diễn viên: cô Thanh Xuân trong vai ông Điện, cô Thu Thủy trong vai bà Điện, cô Thu Hồng trong vai thợ Điện, bé Khánh Ngọc trong vai con ông bà Điện cùng các diễn viên. Sau đây tiểu phẩm trên trường bắt đầu. Ôi là hai ca rồi ca cây lúa à người trong me.
văn hóa điều thiết.